căm nín trước nhan sắc thật của các thành viên nhóm Zero Nine. Nhìn diện mạo mới ngoài đời thật của các thành viên Zero Nine, nhiều người phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra. Những ngày vừa qua, nhóm nhạc Zero Nine do công ty của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đào tạo và quản lý khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi có tham vọng trở thành BTS bản Việt. Zero Nine ra đời với 7 thành viên được tuyển chọn từ 20 thực tập sinh, đào tạo trong vòng 2 năm và theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhóm nhạc và MV đầu tay ra mắt được vài ngày, Zero Night và sản phẩm của nhóm đã vấp phải sự chê bai của đám đông khán giả. Không chỉ thế, phong cách ăn mặc và makeup quá lè lẹt trong MV không ăn nhập gì với ngoại hình của các thành viên cũng bị ném đá thảm tệ. Mặc dù vừa ra mắt đã bị ném đá, chê là thảm họa, nhưng đến lúc nhìn nhan sắc thật của các thành viên Zero Night ngoài đời, ai cũng phải cầm nín ngay lập tức. Trong MV trang phục nữ mùa, tóc tai màu mè là thế, nhưng ngoài đời các thành viên Zero Nine lại có cu thời trang khá ổn. Không nhìn thế, nhưng các anh chàng cũng có nhan sắc khá ổn, chứ không đến mức thảm họa. Nhan sắc như Mỹ Nam Hàn Quốc của thành viên Leo Nhìn những hình ảnh này thì cô giáo nào mà không đổ rầm trước anh chàng. Không chỉ điện trai mà anh chàng cũng có phong cách khá chất thành viên Jay Góc nghiêng thần thánh của anh chàng, Lúc trút bỏ lớp phấn son, trong Jay pin vẫn rất điển trai. Có lúc anh chàng cũng rất nhí nhố như thế này đây. Thành viên Alan của Zero Nine. Trong nhóm, anh chàng đảm nhận vị trí hát chính. Nhan sắc và ngoại hình trước khi thay đổi để ra mắt của anh chàng khiến cư dân mạng không khỏi suýt xoa thành viên Giang cũng rơi vào trạng thái bị diêm hàng thảm hại sau khi ra mắt. Nhan sắc không phải dạng vừa đâu của anh chàng. Sau khi nhìn những hình ảnh đời thường của các thành viên Zero Nine, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao nhan sắc và phong cách ngoài đời ổn là thế, vậy mà sau khi ra mắt, Zero Nine lại trở thành thảm họa. Lộ điềm báo Nhã Phương chia tay Trường Giang cách đây một năm khép lại scandal tình tay ba, Nhã Phương, Trường Giang, Nam Em bắt đầu trở lại cuộc sống. Mười khó tất bật với công việc chạy show dù còn mệt mỏi, hoa khôi họ Nguyễn trở lại với công việc và tự nhủ, yếu đuối để ai xem. Trong khi nữ diễn viên tuổi thanh xuân vui vẻ đón nhận giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Dư Vàng 2017. Sau đêm trao giải, nữ diễn viên tuổi thanh xuân thu hút sự quan tâm khi lần đầu lên tiếng về tin đồn quan hệ tình cảm với nhàn Phúc Vinh cũng như lùm xùm của bạn trai, Trường Giang và Nam Em. Cụ thể, Nhã Phương né tránh nhắc tới ngôi sao làng hài. Tuyên bố cái gì đã qua cho qua, mỹ nhân họ Trần lặng lẽ ra về cùng Nhan Phúc Vinh khi kết thúc lễ trao giải. Về phía Trường Giang, nam danh hài lại lặng lẽ gượng cười đón sinh nhật sớm bên các fan ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh trái ngược của Phương, Giang ở hai đầu đất nước đã thành chủ đề bàn tán trong nhiều giờ qua. Số đông đều cho rằng tin đồn đường ai nấy đi của cặp tình nhân ngôi sao là có thật. Bên cạnh diễn biến hiện tại, những chia sẻ trong quá khứ của người trong cuộc cũng được đào xới trở lại. Trong số đó, dòng tâm sự của Nhã Phương cách đây gần một năm được chú ý đặc biệt. Đăng tải khoảnh khắc cười rạng rỡ, nữ diễn viên đến từ Tây Nguyên bọc bạch tâm trạng đầy suy tư. Người con gái trong tình yêu khi đã nếm trải đầy đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận ra giá trị đằng sau của một sự việc là ý nghĩa của nó chứ không phải bằng tên gọi con người ta có thể đi ngang qua cuộc đời của nhau theo nhiều cách người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỷ niệm người để lại những ký ức buồn và những giọt nước mắt sẽ được gọi là quá khứ mà kỷ niệm là để nhớ còn quá khứ sẽ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên nhã phương bày tỏ dòng trạng thái từ một năm trước của ngôi sao tình khúc bạch dương đã nhận được sự quan tâm lớn nhiều người cho rằng là điềm báo trước cho sóng gió tình ái cô vừa trải qua. Tuy nhiên, số khác lại nhận định những chia sẻ u buồn đó chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. Tháng 3 vừa qua, scandal tình ái của Trường Giang và Nam Em kia xôn xao làng giải trí Việt. Ôm ào bắt đầu từ lời thú nhận 30 ngày yêu, chỉ có một nốt thăng chưa từng có xuống dán của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long với danh hài xứ Quảng. Khẳng định có thể chết vì ngôi sao họ võ, top 8 Miss Earth cũng tiết lộ trước ngày Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình, cả hai vẫn còn hẹn hò. Trải lòng về mối tình bóng đêm với Trường Giang của Nam Em đã gây bão dư luận. Nam Em nói về mối tình với Trường Giang. Bên cạnh hai nhân vật chính, mọi sự quan tâm cũng đổ dồn về phía Nhã Phương, người được chàng hè xứ quản cầu hôn vào tháng 1 vừa qua. Nhiều ý kiến nhận định, sau tất cả, mỹ nhân gốc Tây Nguyên mới là người đáng thương trong scandal tình ái lần này của bạn trai. Giữa những ông ao tình ái với nam em, tin đồn Nhã Phương và danh hài sứ quản đường ai nấy bước cũng lan truyền râm ran. Khi nghi vấn này càng bị đẩy lên cao, khi cặp đôi tình nhân, ngôi sao cùng xuất hiện tại sự kiện, nhưng ai làm việc nấy, thay vì sánh đôi tình cảm như mọi khi. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân ngồi ở bàn tiệc cùng các khách mời, trong khi chàng hài sứ quản ngồi bên cánh gà chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Tại đây, mười khó lạc giọng khi hát cho vừa lòng em trước mặt bạn gái họ Trần. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ trung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dân người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoảnh mặt mà đi. Lời bài hát rất quen thuộc. Mỗi người một việc khi tham gia sự kiện, Nhã Phương và Trường Giang đường ai nấy đi ra về mà không hề gặp gỡ, trao đổi khi chương trình kết thúc. Gần đây nhất, Nhã Phương du hí Thái Lan, Trường Giang phải truyền nước biển khi tin tức chia tay là có thật đang xâm rang. Đứng trước lâm xâm, người trong cuộc đã chọn cách im lặng, tập trung vào công việc và từ chối mọi câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm. Nói về tinh đồn cạo trọc đầu vì chia tay bạn gái, Trương Giang hài hước. Ở đâu ra câu chuyện drama như vậy? Trong khi Nhã Phương lại nhẹ nhàng né tránh, cái gì đã qua thì cho qua. Hé lộ danh tính người yêu Đàm Vĩnh Hưng trước thêm đám cưới. Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về một nửa của mình trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Được biết, người yêu của nam ca sĩ hiện tại không hoạt động trong showbiz. Trước đó, Vũ Hà từng tiết lộ, Đàm Vĩnh Hưng thường ngửi áo người yêu trước khi ngủ. Nam ca sĩ cũng khẳng định việc gặp được đúng người khiến anh trở nên chung tình. Mười mấy năm rồi, thử yêu nhiều lắm. Ngôi sao showbiz có, người thường, doanh nhân cũng có. Thế nhưng họ lại sợ tên tuổi của tôi, sợ sự nổi tiếng, chú ý, riêng người này lại không sợ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay lập tức cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người cho rằng anh đang chuẩn bị có một hôn lễ không xa trong tương lai. Trước đó, bức thư tình Đàm Vĩnh Hưng viết cho bà xã đã nhanh chóng thu hút hơn 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng không ngại tiết lộ, mọi người hay đồn tôi viết thư tình lắm nên hay gọi điện kể chuyện tình cảm rồi nhờ tôi viết. Thú thật tôi viết cũng không tệ, anh nói. Nhiều người cho rằng giọng ca say tình phải từng trải mới có những cảm xúc thật như vậy. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, hạnh phúc cá nhân mình Hưng biết là đủ. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Hưng nghĩ tốt nhất là không nên khai báo gì cả. Đàm Vĩnh Hưng từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thừa nhận đã có người yêu hơn một năm. Người yêu Hưng ở xa, Hưng chấp nhận và vui với điều đó. Có lẽ Giáng sinh này người yêu không về kịp nhưng sẽ đoàn tụ vào Tết Tây trước đây hưng hay khoe chuyện tình cảm và gãy gánh giữa đường nên lần này phải giấu hết sức kỹ lưỡng dù người yêu ở nước ngoài nhưng Đà vĩnh hưng khẳng định không hề cô đơn bởi anh luôn có những người bạn thân đồng hành chia sẻ buồn vui trong công việc và cuộc sống nhìn cái mặt hưng đi ai cũng nói đang yêu hay sao mà trẻ và rạng rỡ quá vâng đúng vậy hưng có niềm vui riêng nên thấy mọi thứ dễ chịu yêu đời và đỡ cộc cằn trong tính cách Cộng đồng mạng điên đảo trước khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương Sau scandal của Trường Giang, Nhã Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng trước clip Nhan Phúc Vinh cầu hôn. Sau lễ trao giải cánh diều diễn ra vào ngày 15 tháng 4, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Nhiều người cho rằng cả hai đang có mối quan hệ trên mức tình bạn và đồng nghiệp. Cụ thể, Nhã Phúc Vinh đã cởi áo vest ngoài đưa cho Nhã Phương mặc tại buổi lễ trao giải cánh diều và hình ảnh cặp đôi vui vẻ đi ăn khuya đến 2 giờ sáng, bị giới săn ảnh bắt gặp. Vì lẽ đó mà trên mạng xã hội, hình ảnh thân thiết của cặp đôi khi tham gia đóng phim chung được lan truyền rất nhiều, đặc biệt là phân cảnh Nhã Phúc Vinh cầu hôn Nhã Phương trong phim Thám tử Miệt Vườn. Ba lần đóng phim cùng nhau, Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người ngỡ rằng họ là một cặp bởi độ tình cảm thân thiết mà hai người dành cho nhau. Cụ thể, hồi cuối năm ngoái, nhà Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh anh chụp cùng Nhã Phương và đạo diễn Khải Anh. Tuy nhiên, đoạn trạng thái của sói ca khiến dư luận xôn xao. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm, Miss You nhớ em, ngày ấy mình đã yêu và nhận được sự tương tác là biểu tượng icon dễ thương của Nhã Phương. Trong phim Hưng Bưởi, nhà Phúc Vinh vào vai tay công tử ăn chơi chốn miệt vườn tên là Phi Du anh luôn quậy phá khắp xóm làng và khiến cho gia đình làm vào những tình huống dở khóc dở cười. Phim cũng là quá trình trưởng thành của Phi Du khi anh quyết tâm theo đuổi ước mơ và trân quý những giá trị truyền thống của quê hương. Có tài vẽ, Phi Du thi đậu trường mỹ thuật. Tại đây anh trót phải lòng cô người mẫu vẽ Phương Nghi, Nhã Phương. Chuyện tình lãng mạn gặp phải trắc trở khi Phương Nghi phát hiện ra mình bị mệnh đặng. Cô quyết định rời bỏ Phi Du. Mất người yêu, Du rơi vào bế tắc dù không cùng xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim ngay trong lần đầu tiên hợp tác cả hai đã thể hiện sự ăn rơ với nhau với những cảnh quay tình tứ ngọt ngào đầy ấn tượng